Vào lúc 4 giờ sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại nhà máy sản xuất nguyên liệu khuôn nhựa thuộc công ty điện lạnh Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nối của tỉnh Hưng Yên. Trong nhà máy chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, vì vậy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng tại chỗ đã cố gắng dập lửa nhưng không thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội đã huy động tới 11 xe cứu hỏa cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng này nhanh chóng triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, bảo vệ an toàn tài sản và các phân xưởng còn lại của công ty. Đến 7 giờ sáng thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tập đoàn Hòa Phát cho biết toàn bộ thành phẩm của nhà máy đã bị thiêu rụi. Tuy nhiên, máy móc, thiết bị có thể sử dụng bình thường. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng sau sự cố này. Chiều nay thì lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy có khả năng là do chập điện.